Thưa Game Mini, xin chào các bạn. Chuyện là ngày hôm nay lúc mà mình đang xem YouTube thì có một cái video xuất hiện ở phần đề xuất của mình. Và cái video này tên là Backroom các bạn ơi. Sau khi mình tìm hiểu một chút thì mình biết được là đây là một cái truyền thuyết đô thị mới xuất hiện gần đây. Thì cái truyền thuyết đô thị này là bắt đầu từ một cái video. Và trong video đó thì có một cái người cameraman đang quay một cái người đeo mặt nạ khỉ các bạn. Sau đó thì đột nhiên cái người này bị búp hay là bị cái gì đó và rơi xuống dưới lòng đất. Sau đó thì rơi đến một căn phòng mà mọi thứ đều màu vàng cả. Ấy thì sau khi mình xem video đó xong, mình lên cái ngày hôm đó là mình lên cái web tải game kinh dị của mình thường xuyên lên đó ấy, thì mình phát hiện ra có cái game tên Backroom luôn các bạn ơi. Và hôm nay thì mình mới ngồi vào để mà chơi thử cái game này đây này. Để xem nhé. Ồ, hành lang này rất là giống trong video nhé. Đây là cái ngày đầu tiên mà tôi làm việc. Công ty này là một cái công ty lớn và tôi không biết chính xác là mọi thứ ở đâu hả. Rồi tôi cần phải đến cái phòng dữ liệu để mà giúp đỡ mọi người. Đại khái là như vậy. Nhưng mà có vẻ như nó khác gì. Đây là gì đây? Ảnh tại sao lại chụp vào một cái văn phòng như thế này mà không có ai ở trong đó hết. Rồi chúng ta cần làm gì? Hãy đặt những cái tài liệu vào cái tủ à. Rồi chắc là chúng ta cần phải đặt vào cái tủ những cái tài liệu này, chữ D. À đây, cái này đúng không? Rồi nhét vào đó thì Brixton là cái này. Mấy cái này là mấy tài liệu gì đây? Không rõ là mấy tài liệu gì nữa, nhưng mà thôi kệ, chúng ta cứ bỏ vào hết chứ. Đây là công việc của chúng ta. Gì? Tính ra là công việc khá là dày khạ, chỉ cần nhét những cái tài liệu này vào là coi như xong rồi. L Liminal Space. Quay lên. Đúng là cái này rồi, bị búp các bạn. Chúng ta đang ở trong hiện thực nhưng mà chúng ta vẫn bị búp và nó sẽ rơi xuống một cái căn phòng màu vàng đúng không? Khá là giống ở cái đại này thì khá là giống ở trong cái video mà về truyền thuyết đô thị đó. Các bạn có thể tìm hiểu ở trên YouTube nhé, chứ bạn nhấn Backroom và nghĩ nó sẽ xuất hiện ấy. Rồi. Đây là gì đây? Chúng ta hãy nhặt những cái tờ lên được. Tờ giống tờ rơi thôi. Sao là có cái này ở đây đây. Rồi. Và dù khá là đội da gà á tôi. Những cái gì mà mình thấy ở trong video là xuất hiện đúng ngay cái chỗ này luôn. Đúng là cái căn phòng màu vàng kiểu như này luôn các bạn. Mình không biết là tại sao một cái nơi như thế lại tồn tại được. Cái người đó không biết video đó là thật hay giả nữa. Nhưng mà ở trong video thì cái khung cảnh màu vàng này rất là thật nha. Có một cái nơi như vậy tồn tại trên thế giới thật sao? Rồi. Bây giờ là mình không hiểu là trong game chúng ta sẽ phải thoát ra khỏi chỗ này như thế nào đây? Phải theo giọng nói à? Theo giọng nói. Ồ, có giọng nói này. Có giọng nói là mình thấy nó không giống giống cái truyền thuyết đô thị mà mình biết lắm. Lối thoát. Hay giọng nói đúng không? Ê. Chúng ta hãy đi xuyên vào bức tường các bạn ơi. Và ở đây chúng ta cần phải nhập cái gì đó. Nhưng mà mình có thể mở được cửa này. Có điều là khi vào đây chúng ta không thấy cái gì cả. Để mình phải gọi là tìm cái mã số gì đó để nhập vào đây rồi. Quả nhiên là trong game có thể thoát được các bạn ơi. Rồi để thử đi vòng vòng xem cái mã số ở đâu nhá. Đây đúng không? Số 9. Cái kệ, cái tủ là số 9. Ờ cái bàn chứ gì? Cái bàn là số 9 các bạn ơi. Rồi, thử đi tiếp nhá. Chỗ này nhìn ở đâu cũng giống ở đâu cả, làm sao mà mình có thể biết được đường đi? Nhìn chỗ nào cũng ra giống nhau cả. Nhưng mà cái mê cung ấy,
khu vực đường cục. Đó là ghê. Ê, không nhìn qua được bên kia à. Rồi, mình sẽ thử chạy qua bên đây xem. Đúng thật là mình không thể nào nhớ nổi các bạn ơi. Ơ à, cái lọ đây nó có phải là cái lọ mà dẫn xuống dưới tầng bên dưới không? À. Ê, quái gì thế? Không phải à? Ở trong cái chi tiết đô thị mà mình xem lên, nếu mà chúng ta nhảy xuống cái lọ đó thì chúng ta sẽ xuống được cái tầng dưới. Nhưng mà rồi thì chúng ta vẫn sẽ quay lại cái tầng này hay sao ấy. Và trong game thì chúng ta không thể nào đi được rồi. Ê, đừng có nói cái con kia xuất hiện nhá. Ủa, con này không phải à? Con này cũng khác luôn các bạn ơi, con này giống như hàng nhái ấy. Cái con kia ghê hơn nhiều. Cái ghế số 7. Ủa, không vào được cái chỗ đó à. Nhìn cứ trông giống một cái cửa ấy. Rồi, mình đã có số 7 và số 9 rồi các bạn ơi. Cái ghế và này là số mấy? Số 5. Cái ghế là số 7, cái bàn là số 9 và cái tủ là số 5. Bây giờ còn một cái nữa sao? Hồi nãy như mình thấy có 4 cái. À, mình có đang đi đúng đường không? Thôi cái con kia nó không đuổi theo mình nữa. Nghe thấy cái tiếng búp. À, 9. Vậy là khi mà chúng ta nghe cái tiếng búp búp, đó là chúng ta biết là cái vật mà chúng ta đang cần tìm nó nằm ở đấy đúng không? Rồi, game khá là đơn giản. Hiện thực nó lại ghê hơn nhiều các bạn ơi. Đây là lần đầu tiên mình thấy luôn ấy. Hiện thực là cái con kia luôn đuổi theo. Ở đây đúng không? Hay nó chỉ xuất hiện khi mà mình gần tìm đến sự thật thôi. Không thấy đâu cả. Oh, lại là cái chỗ này, số 5 rồi. Hồi đó mình nghe thấy tiếng của con kia đúng không? Nó đầu thôi. Cái này nhìn trông giống một cánh cửa ấy, đúng không? Mình không thể nào vào được bên trong đó. Ơ à, cái này là số 4. Số 4 hay sao các bạn ơi? Vậy là mình đã tìm được đủ rồi. À, cái bàn là 9 này, cái ghế là 7 này, cái tụ là 5 này, và cái học tụ là 4. Đúng không? Quay. Không thấy cái con đó đâu cả. Tại sao? Hết cả hồn. Vậy là cái con đó nó bắt mình thì mình cũng sẽ thấy được cái ảnh kinh dị kia thôi. Nói chung là cái này nó không có kinh bằng cái video mà mình xem các bạn ơi. Nãy giờ cứ nhắc đi nhắc lại qua, nhưng mà nó thật sự là khá ấn tượng đối với mình. Rồi, chúng ta ở đâu đây? Mình không biết là mình đang ở đâu nữa. Ở đây đúng không? Rồi, chúng ta cần đi theo giọng nói, nhưng mà đi chỗ nào vậy? Ở đây, 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 đây. Chính đúng không? Chính. À, hình như là 4 đúng không? À, không phải 5 đúng không? Cái tụ là 5, 7 và 4. Ơ à, đúng rồi. Đây,
9574. Bây giờ sẽ... chúng ta quay trở lại được hiện thực rồi. Mình đã thắng ở trong vòng 9 phút. Tính ra game này khá đơn giản và nó không có đáng sợ bằng cái truyền thuyết đô thị các bạn ơi. Đúng là bản gốc nó ghê hơn rất là nhiều, tại vì chúng ta không thể nào hiểu được tại sao chúng ta lại rơi vào một cái nơi như vậy. Còn đây đã có tiền lệ rồi, mình đã biết là tại sao chúng ta rơi vào rồi. Đó là do bị búp. Nhưng mà nếu mà suy nghĩ theo cách thông thường thì không lý nào mà chúng ta có thể bị rơi xuống một căn phòng như thế này mà khi chúng ta đang hoạt động đời sống bình thường như vậy. Nhưng mà cái video thì lại rất là thật nha. Nói chung là chúng ta cần phải cẩn thận. Nếu mà có rơi xuống một cái chỗ như thế thì chúng ta gọi là phải cố gắng tìm cách thoát thân thôi, chứ đừng có nhảy xuống cái hố giống như mình lúc đầu. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu mà thích video này, hãy bấm cho mình một like, đăng ký nếu các bạn mới. Đừng quên lúc cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ mình. Hẹn gặp lại các bạn trong một video khác. Bye bye.